Kính chào quý vị khách hàng thân thương. Hôm nay Trạm Xe là review giới thiệu đến quý vị khách hàng một lô nền gốc 3 mặt tiền đường đan 4m thuộc xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Thì lô nền này cách đường Võ Nguyên Giáp khoảng là 70m, gần trung tâm điện máy Chợ Lớn, gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre, đang trong giai đoạn khởi công san lấp mặt bằng. Cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng 2 km, gần điện máy Xanh, Thế Giới Di Động, gần siêu thị Go, gần chợ, gần trường học các cấp, vân vân. Do đó, đây là lô nền rất thích hợp cho quý vị khách hàng chọn làm nơi định cư lâu dài, mua đầu tư sinh lời hoặc kinh doanh nhà trọ, vì là lô nền gốc 3 mặt tiền đường, chúng ta dễ dàng xây dựng. Và diện tích của lô nền này là 120m², có chiều ngang là 5m, có chiều dài là 24m, thổ cư 100%, hướng chánh nam. Giá bán của lô nền này là 900 triệu đồng, bao hồ sơ ra sổ. Giá này so với mặt bằng chung của giá bất động sản tại thành phố Bến Tre hiện nay, khu vực Bình Phú, thì giá này rất là hợp lý. Thì quý vị khách hàng xem video thấy lô nền này phù hợp với nhu cầu của mình, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi dẫn quý vị khách hàng xem trực tiếp lô đất nền này và thương lượng giá hợp lý để chốt và sở hữu ngay lô nền đẹp này. Quý vị khách hàng là những người xem mới thì nhớ nhấn đăng ký kênh góc dưới bên phải của màn hình để nhận được các thông báo video mới nhất của chúng tôi. Quý vị khách hàng cũng đừng quên là bấm cho chúng tôi một like và chia sẻ kênh giúp chúng tôi. Đó chính là động lực để chúng tôi làm nhiều video hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của quý vị khách hàng. Xin chân thành cảm ơn quý vị khách hàng. Chúng tôi xin nhắc lại là diện tích lô nền cần bán là 120m², có chiều ngang là 5m, có chiều dài là 24m, thổ cư là 100%, hướng chánh nam, thuộc hướng nhà Đông Tứ Trạch. Giá bán của lô nền này là 900 triệu đồng, bao hồ sơ ra sổ. Quý vị khách hàng thấy thích và thấy phù hợp với nhu cầu của mình, muốn mua lô nền đẹp này, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn và thương lượng giá hợp lý để chốt và sở hữu ngay lô nền đẹp này. Quý vị khách hàng cần tìm đất nền, đất công, đất mặt tiền, nhà xây dựng sẵn, hãy liên hệ với chúng tôi sẽ tìm giúp quý vị khách hàng. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận review bất động sản chính chủ tại Bến Tre. Quý vị khách hàng có nhu cầu nêu trên thì hãy liên hệ với chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi thì luôn xuất hiện trên video. Đó cũng là số Zalo của chúng tôi để tiện cho quý vị khách hàng liên hệ. Sau đây, mời quý vị khách hàng cùng chúng tôi đi từ vị trí lô nền ra tới đường Võ Nguyên Giáp. Thì từ vị trí lô nền chúng ta chạy khoảng là 70m là tới đường Võ Nguyên Giáp. Ra tới đường Võ Nguyên Giáp, chúng ta nhìn theo hướng bên tay trái là hướng về trung tâm của thành phố Bến Tre, hướng đi cầu Gạch Miễu, đi thành phố Mỹ Tho, đi thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Chúng ta sang phải là hướng đi về trung tâm điện máy Chợ Lớn, hướng đi về bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre đang trong giai đoạn khởi công san lấp mặt bằng, cũng là hướng đi về huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Mỏ Cày Nam, hướng đi về huyện Thành Phú, cũng là hướng đi về tỉnh Trà Vinh, vân vân. Do đó đây cũng là lô nền có vị trí rất đẹp, đáng để quý vị khách hàng quan tâm đến và chọn làm nơi định cư lâu dài hoặc mua để đầu tư sinh lời, vân vân. Hiện tại là lô nền này là sổ sổ full thổ cư, rất thích hợp cho quý vị khách hàng là xây cất. Thì một lần nữa là xin chân thành cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi video. Chúc quý vị khách hàng luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng video gần nhất.